Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên Hồng Đăng, điển trai tài năng và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hồng Đăng là diễn viên có ngoại hình chuẩn soái ca, hoạt động nghệ thuật nhiều năm, tỏa sáng trong các bộ phim nổi tiếng như Người phán xử, Cả một đời ân oán. Ngoài ra, anh còn được hâm mộ với tài sản khủng và gia đình hạnh phúc. Hồng Đăng sinh ngày 6 tháng 10 năm 1984. Hồng Đăng là một diễn viên nổi tiếng Việt Nam với ngoại hình điển trai không kém gì các mỹ nam Hàn Quốc. Hồng Đăng đang là nam diễn viên nổi tiếng được giới trẻ yêu thích nhất. Anh đã tham gia nhiều bộ phim, nhưng thành công lớn nhất phải kể đến bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Với bộ phim này, anh đã nhận được giải thưởng Cánh Diều Vàng Việt Nam cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình. Ngoài ra, anh còn được hâm mộ với tài sản khủng và gia đình hạnh phúc. Diễn viên Hồng Đăng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp đào tạo diễn viên truyền hình Việt Nam. Tính đến năm 2019, anh đã bỏ túi 16 vai diễn lớn nhỏ trong Lời Thề Cỏ Non, Nhật Ký Vàng Anh, Mặt Nạ Hoàn Hảo. Với ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, Hồng Đăng dần chinh phục trái tim khán giả và trở thành cái tên bảo chứng cho những bộ phim chất lượng. Anh từng tham gia phim Mê Cung vào vai đội trưởng Khánh, hội ngộ cùng diễn viên Hoàn Thùy Linh sau 10 năm, cặp đôi cùng nhau tham gia phim Nhật Ký Vàng Anh. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nổi bật, Hồng Đăng còn có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ cùng vợ Nguyễn Anh Đào và hai con Lê Phương Bảo Hân, bé Nhím, Lê Phương Tuệ Anh, bé Kẹo. Phiên Hồng Đăng sở hữu vẻ điển trai lịch lãm chuẩn men. Anh chỉ chinh phục được khán giả sau thành công của bộ phim Cầu Vồng Tình Yêu. Tiếp theo, anh không ngừng gây dấu ấn trong Tuổi Thanh Xuân, Zippo Mù Tạt và Em. Năm 2016, Hồng Đăng đã gặt hái thành công với vai Huy trong bộ phim Tình Cảm Zippo Mù Tạt và Em. Trong phim, Hồng Đăng đóng cặp với người đẹp Lã Thanh Huyền, nhân vật Lam. Họ đã mang đến cho khán giả những giây phút lãng mạn, những nụ hôn Huy dành cho Lam đã khiến khán giả tan chảy. Vai diễn trong Zippo Mù Tạt và Em đã mang về cho Hồng Đăng giải thưởng nam diễn viên ấn tượng tại VTV Award 2016. Khi cầm trên tay chiếc cúp danh giá này, nam diễn viên điển trai đã không giấu được nỗi xúc động. Anh chia sẻ, giải thưởng này đối với anh là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất và cũng chính là tình cảm của khán giả dành cho anh, giúp anh quên đi mệt mỏi và cần phải cố gắng hơn nữa để đem lại những bộ phim hay hơn nữa cho khán giả đang ủng hộ anh. Diễn viên Hồng Đăng và con gái Lê Phương Bảo Hân cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Hồng Đăng cũng nhiều lần chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình cùng bà xã và hai cô con gái. Anh cho biết cuộc sống của anh vẫn luôn êm đềm và anh vẫn luôn trân trọng những giây phút hạnh phúc bên vợ và con. Anh còn cho biết vợ chồng anh chưa bao giờ giận nhau quá một ngày bởi vì họ cứ xa là nhớ. Bà xã của diễn viên Hồng Đăng cũng từng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Cô thường khen chồng và mỗi buổi sáng trước khi chồng đi làm. Có thể thấy cuộc sống hôn nhân của Hồng Đăng rất bình thường nhưng cũng rất khác thường so với nhiều cặp đôi khác trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên thành công vang dội nhất ở phim là Người phán xử. Nhờ bộ phim này mà tên tuổi của Hồng Đăng lên đỉnh vinh quang và trở thành một trong những diễn viên sáng giá nhất của phim truyền hình phía Bắc. Tiếp tục gặp thuận lợi, sự nghiệp của nam diễn viên lên như diều gặp gió. Năm 2018, Hồng Đăng lại được xướng tên lên vị trí nam diễn viên ấn tượng trong phim Cả một đời ân oán. Bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng là mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ với sự góp mặt của rất nhiều diễn viên nổi tiếng, gạo cội và thực lực. Trong đó có sự đóng góp của nam diễn viên Hồng Đăng trong vai Kiên. Tuy nhiên, ở bộ phim này với khả năng nhập vai ấn tượng của mình, nam diễn viên Hồng Đăng trong phim Hướng Dương Ngược Nắng đã và đang nhận gạch đá từ khán giả bộ phim vì diễn quá đạt. Theo nội dung phim và cái kết Châu Kiên đã trở thành cái gai trong mắt của khán giả do đã lợi dụng tình cảm của cô ấy, sau đó ép cô vào con đường cùng và tự vẫn. Ngoài vẻ điển trai chững chạc, Hồng Đăng còn được người hâm mộ yêu quý khi sở hữu tài sản kết xù, cùng gia đình hạnh phúc, vợ đảm con ngoan. Theo thông tin anh từng chia sẻ, thì anh đi diễn vì muốn chứng minh bản thân chứ không xem nặng tiền cát xê. Còn về thu nhập của mình, anh xin phép giữ bí mật. Dù thế, người hâm mộ cũng không khỏi xuất xa với cơ ngơi hiện tại của Hồng Đăng. Cụ thể, ngoài căn nhà riêng, anh vừa khiến khán giả ngã ngửa khi giới thiệu căn nhà rộng 1.300m² ở Đại Lải, Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 35 phút chạy ô tô. Được biết căn nhà này như một công viên thu nhỏ để gia đình nghỉ ngơi tận hưởng thiên nhiên và trồng thực phẩm sạch. Ngoài ra, Hồng Đăng còn mê xe ô tô, anh sở hữu xe Mercedes-Benz. Hồng Đăng chia sẻ, anh và vợ làm việc để tận hưởng cuộc sống nên không chăm chăm vào việc dành dụm tiền. Chính vì thế, khi có điều kiện cả hai thường đi du lịch và làm điều mình thích. Tuy nhiên, đặc biệt nhất chính là cuộc hôn nhân của Hồng Đăng. Anh và chị Anh Đào quen nhau từ hồi học cấp 3, sau đó tiến tới hôn nhân vào năm 2008 và giờ đã êm ấm khi có hai cô công chúa xinh đẹp.
Đáng lẽ, với sự thành công cả trên con đường sự nghiệp tình duyên thì phải có khối người ngưỡng mộ anh chị. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, theo mọi người nhận xét, anh chị là cặp đôi đũa lệch, chị không xinh đẹp và không xứng với anh. Nhưng vượt qua tất cả, Hồng Đăng khẳng định vợ luôn là hoa khôi trong lòng mình và là nữ hoàng của hai cô công chúa. Vợ của anh có kinh doanh bên ngoài, không tham gia hoạt động trong giới showbiz. Ngoài ra, anh còn cho hay vợ mình rất khéo léo. Sống chung với nhau hơn 19 năm nên anh Đào luôn thấu hiểu chồng mà không ghen tuông bao giờ. Dù anh chàng có là diễn viên nổi tiếng và thường hay đóng cặp cùng nhiều mỹ nhân của màn ảnh Việt, với nam nghệ sĩ, bà xã anh luôn là người ủng hộ hết mình, trở thành hậu thuẫn vững chắc và ấm áp để anh có được thành công như hiện tại. Tuy nhiên, anh chàng cũng thú nhận bản thân mình không giúp ích được nhiều cho sự nghiệp của vợ. Anh Đào từng chia sẻ, khi làm vợ của anh, cô đã nhận được rất nhiều bình luận khiếm nhã về nhan sắc của mình. Tuy nhiên, anh rất biết bảo vệ gia đình mình, luôn đứng ra bênh vực vợ trước những lời chỉ trích khiếm nhã. Điều này đã giúp cô thể hiện mạnh mẽ và vượt qua hết thảy. Bà xã cũng là người rất khéo léo và đảm đang. Cô thường vào bếp trổ tài, làm nhiều các món ăn đa dạng mà thơm ngon cho chồng và hai cô con gái. Chính vì những yếu tố trên, Hồng Đăng hội tụ đầy đủ tài sắc và nhân phẩm, là mẫu đàn ông chuẩn mà bao cô gái mơ ước. Nhưng một số sự cố gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nam diễn viên. Cụ thể, quán chè của vợ chồng Hồng Đăng được nhận xét là không tốt của khách hàng sau khi dùng. Thay vì tìm hiểu rõ nguyên nhân thì nam diễn viên đã phản pháo gay gắt trên trang cá nhân với những lời lẽ có đôi chút không hay. Tuy nhiên, sau khi cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ, anh đã xóa thông tin và chưa có phản hồi cụ thể về sự việc trên. Hồng Đăng kể, anh từng trải qua khoảng thời gian khó khăn về kinh tế. Có lúc tôi đã mất tất cả, đó là khoảng năm 2011, tôi đầu tư và gặp khó khăn tài chính. Đến năm 2016 mới giải quyết xong. Nhớ lại khoảng thời gian biến cố đó, nam diễn viên nói. Lúc trắng tay, vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng làm lại từ những việc nhỏ nhất. Vợ tôi bán hàng online, cũng may là khoảng năm 2015 đến năm 2016. Cũng tham gia làm truyền thông, giúp thay đổi nhiều thứ, chúng tôi cũng cố gắng từng chút một. Cũng chính từ những biến cố đó khiến Hồng Đăng có suy nghĩ, tôi có cách sống riêng, cái gì thích trong khả năng sẽ làm ngay, trong khả năng chơi được thì mình sẽ chơi. Vì thế, tôi thấy cuộc sống hiện giờ khá thoải mái. Chứ tôi không nặng nề đi vay vốn để đầu tư cái này làm cái kia. Giờ dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người lo lắng kinh tế vì đầu tư chỗ nọ chỗ kia, nhưng mình thì thoải mái, mình đã từng ngã nên rút kinh nghiệm và có cách sống khác, Hồng Đăng bày tỏ. Mối quan hệ của Hồng Đăng và Hồng Diễm. Mỗi khi hai diễn viên xuất hiện, các khán giả đều trầm trồ vì sự đẹp đôi của cặp diễn viên. Hồng Diễm sở hữu vẻ đẹp hoài hòa, cùng giọng nói nhẹ nhàng, trong khi nam nghệ sĩ thì sở hữu nét nam tính, đầy cuốn hút. Chính vì vậy, dù họ đã yêu nhau trong 6 bộ phim, cặp đôi song Hồng vẫn luôn chiếm được nhiều tình cảm của đông đảo các khán giả yêu thích phim Việt. Hồng Đăng và Hồng Diễm rất biết cách thu hút khán giả, xem phim ở những nét diễn xuất tự nhiên, tình cảm giống như diễn như không diễn. Những mối tình mà bọn họ đã khắc họa trong nhiều bộ phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Cả Một Đời Ân Oán, hay mới nhất là bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng đều đã đưa người xem đến với những cảm xúc chân thật nhất của tình yêu. Đó là cảm xúc đa dạng, từ đằng răng xé, thất vọng dai dứt đến hạnh phúc ngập tràn khi cặp đôi hiểu nhau và có cái kết viên mãn. Trong nhiều bài phỏng vấn, anh chàng cũng bày tỏ niềm cảm kích khi một người bạn diễn ăn ý nhất như Hồng Diễm. Anh còn cho biết thêm, chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười của đối phương là hai người họ đã có thể hiểu được cách diễn của nhau. Anh chàng cũng thích nhất ở Hồng Diễm là lối diễn xuất theo bản năng, cũng như cách thể hiện cảm xúc rất đỗi tự nhiên của cô. Chính sự diễn xuất đầy ăn ý của cặp đôi khiến cho những bộ phim mà họ hợp tác đều đạt được một lượng người xem rất lớn. Mặc dù chuyện tình yêu của họ trong phim có nhiều chông gai, nhưng khán giả vẫn vô cùng hào hứng mỗi khi cặp đôi này trong phim. Có lẽ, hai người họ chính là cặp đôi đặc biệt nhất của màn ảnh Việt khi cả hai chưa có nụ hôn nào trong suốt 6 dự án phim từng hợp tác. Dĩ nhiên, họ cũng nói không đối với những cảnh thân mật quá đà. Mặc dù nhiều khán giả đã bày tỏ sự mong đợi về một nụ hôn màn ảnh đầy ấn tượng, nhưng cặp đôi lại chỉ dừng ở nụ hôn trên trán, nhẹ nhàng, tình cảm. Lý do chính là vì cả hai đều đã có gia đình và nữ diễn viên không muốn tiếp xúc quá thân mật. Ngoài đời, cả hai diễn viên đều khá thân thiết, bọn họ thường song hành với nhau trong nhiều sự kiện. Diễn viên Hồng Đăng và Hoàng Thùy Linh. Sự cố cá nhân mà tất cả những cố gắng của cô bị vùi dập. Sau 12 năm quay trở lại với phim truyền hình, Hoàng Thùy Linh đã rơi nước mắt nghẹn ngào. Điều đặc biệt hơn là lần trở lại này, Hồng Đăng và Hoàng Thùy Linh đã không hẹn mà gặp cùng tái xuất trong bộ phim Mê Cung. Họ từng đóng vai người yêu của nhau trong bộ phim Nhật Ký Vàng Anh, được phát sóng từ 12 năm trước. Về phía nam nghệ sĩ, anh luôn thể hiện phong thái làm việc chuyên nghiệp, xem cô như em gái và họ cũng là có một buổi tâm sự sau cảnh quay đầu tiên khi cô bị khớp lúc đóng đoạn tình cảm với anh chàng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn.
Có vài tin đồn về cảnh nóng diễn ra trong phim giữa hai người, nhưng nam nghệ sĩ đã khẳng định không phải, đó chỉ là nụ hôn bất ngờ mà thôi. Hai anh em bọn họ hơn chục năm mới được làm việc cùng nhau, nên nữ diễn viên còn chút e dè ngượng ngùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.